Hello anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh Kênh Tiêu Dùng. Và hôm nay chương trình Thứ Năm Vui Vẻ sẽ chính thức trở lại. Trong Thứ Năm Vui Vẻ lần này thì anh em sẽ được tặng một cái chiếc hộp để mà đựng ốc vít, mũi khoan, các thứ. Đây là hộp của Stanley mà lúc trước Thành có review rồi. Và Thành thấy là nó khá là ok ha. Đựng được khá nhiều đồ, những cái đồ lặt vặt này kia, cái thứ để mà anh em cầm đi làm, cũng như là chúng ta có thể kết nối các cái hộp với nhau đó, chúng ta nối lại để mà đựng được nhiều và rất là ngăn nắp, nhìn rất là chuyên nghiệp đó. Thì trong chương trình này sẽ tặng cái hộp này nếu như mà anh em mua những cái món hàng mà sau đây Thành sẽ giới thiệu. Đầu tiên, nếu như anh em mua máy hàng Hồng Ký HK200N thì anh em được tặng một cái hộp này. Thì HK200N là một cái máy mà rất là phù hợp để sử dụng cho gia đình. Các cái xưởng nhỏ thì xài cũng ok. Kéo được que 3.2 ly cả bó nha anh em. Một trong những cái máy mà bán được rất là nhiều, nhận được sự phản hồi rất tốt từ các anh em sử dụng. Hiện tại nó có giá là 2.286.000 và được bảo hành 18 tháng trên toàn quốc. Máy chính hãng Hồng Ký, rất là ok. Nếu như mà anh em cần một cái máy hàng cho gia đình thì đây sẽ là một sự lựa chọn rất tốt. Tiếp theo sẽ là một chiếc khoan pin mà Thành nghĩ rằng rất nhiều người thích. Nếu sử dụng trong gia đình thì chiếc máy khoan pin này sẽ đáp ứng rất là tốt nè. Đó là con máy DeWalt DCD796N. Thì khi mà anh em mua một cái thân máy này, anh em sẽ được tặng cái hộp này đó. Tất nhiên rồi, nếu như mà anh em mua thân máy được tặng hộp thì chúng ta chưa thể sử dụng ngay. Nếu anh em không có pin sạc thì anh em có thể mua thêm pin sạc riêng để anh em xài ha. Cái thân máy này hiện tại có giá là 2.180.000 nha anh em. Bảo hành chính hãng 3 năm. Và máy này thì không chổi than nè. Rồi lực xoắn của nó cũng rất là mạnh, lên tới 70 Nm. Máy có khả năng khoan thép 13 mm, khoan gỗ tới 40 mm, và khoan tường được 13 mm. Xài ok ngon lành. Tiếp theo sẽ là một combo máy khoan gia đình đến từ Makita và có mức giá khá là phải chăng, 1.406.000, sản xuất tại Thái Lan và bảo hành chính hãng 6 tháng. Đó là bộ khoan búa 26 phụ kiện Makita M8103 KX2B. Bộ này Thành đã review rồi luôn và nó có rất là nhiều phụ kiện ở bên trong đủ cho anh em xài. Nếu mà anh em mua về xài cho gia đình á, thì bộ này Thành nghĩ là đủ và rất gọn gàng. Một cái điểm hay của máy khoan Makita mà Thành rất thích đó là nó chạy rất là êm và cái độ đồng trục của nó rất là tốt, rất là cao. Độ chính xác rất là cao. Con này thì khoan tường được tối đa 13 mm, khoan sắt cũng 13 mm luôn. Tốc độ tối đa của nó là 3.000 vòng trên một phút và nhịp búa đập là tới 33.000 nhịp trên phút. Cái máy tiếp theo là một cái máy bắn vít quốc dân DCF887 của DeWalt. Con này thì lực xoắn rất là mạnh, lên tới 205 Nm, bắn những cái con vít cứng và gỗ cứng là vô tư nha anh em. Thành đã review ở đây rồi nè, anh em có thể coi, rất là ok và rất nhiều anh em thích. Và sản phẩm cuối cùng sẽ được tặng quà, đó là bộ Boss GDR180Li, có 2 pin, 1 sạc, có hộp, tất nhiên rồi có một thân máy rồi. Và giá thì khá dễ chịu, chỉ có 3.709.000 thôi. Sản xuất tại Malaysia, bảo hành 6 tháng. Và con này thì lực xoắn của nó là 160 Nm, nếu như anh em xài gia đình thì cũng khá là ok. Và máy này Thành cũng đã review rồi luôn, anh em có thể coi là những cái phần mà Thành đã review ở đây. Chiếc hộp này thì hiện tại mức giá của nó là 172.000. Nếu như anh em cần đựng ốc vít các thứ thì anh em xài cái hộp này rất là ok. Và giá cũng khá là dễ chịu. Và nó còn rất là thông minh, anh em có thể kết nối với nhau đó, nhiều cái chúng ta xếp chồng lên, đem đồ đi rất tiện ha. Và đó chính là chương trình Thứ Năm Vui Vẻ trong tuần này. Nếu như anh em có bất kỳ nhu cầu mua sắm nào thì anh em có thể để lại bên dưới phần nhận xét, hoặc là anh em mua trực tiếp trên website Kênh Tiêu Dùng, hoặc là gọi vào số hotline ở đây nhé. Thành để số hotline đây nè. Hoặc anh em vào Zalo, anh em search Kênh Tiêu Dùng thì anh em chat giữa đó cũng được luôn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì anh em để lại bên dưới phần nhận xét, Thành sẽ trả lời cho anh em. Còn bây giờ thì đừng quên cho một like cũng như là bấm vào nút đăng ký nếu anh em chưa đăng ký kênh Kênh Tiêu Dùng, để mà không bỏ qua bất kỳ clip nào trong tương lai.
Xin chào và hẹn gặp lại.